gì đâu mà sợ nó không ra nữa à. Ừ vậy đó. Đó vậy đó. Thế cười đừng có nhắc vậy, nó dụng dụng lụm lụm cực lắm. Cười nhăn nhăn lên, nhăn nhăn lên. Rồi. Em lấy trái cốc em kê vô cái miệng của con Sang thử. Kê vô miệng. Em niệm mút vui nhớ anh rồi. Đó. Cắn thiệt luôn, cắn thiệt luôn. Cắn. Trời ơi, nhai nuốt đàng hoàng nha, nhai nuốt luôn. Nhai nuốt, nhai nuốt. Ô, làm như văn giả không hả gì mà điên khu vậy. Đứng lại coi coi không có nhả nha. Nuốt vô. Nuốt. Nuốt vô bắt phải làm về mới được. Sao sao nuốt chưa? Há miệng coi. Nuốt à? Ừ. Hey, Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong cũng mới đưa hai đứa em Sang với em Quá đi lên bệnh viện để cái chỗ mà cắn tay giả cũng mới vừa về xong rồi. Thì trên đường về đây là Phong thấy cũng sát bên nhà Phong á, dẫn hai đứa về cho biết nhà. Tại vì Phong còn giữ tiền của mấy đứa nhiều quá, dẫn cho biết nhà của bác anh chị. Rồi thôi, trước nhất thì Phong gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả kênh của Phong Nguyễn nha. Phong chuyển máy quay lại. Đây con anh đó. Trời ơi khóc rồi. Không được vui rồi. Ồ. Này con út của anh đây. Lạ rồi. Này ba anh nè. Rồi hai đứa nằm nghỉ mệt đi. Chạy xe nha gì. Dạ, chạy xe. Cởi áo đi cho nó mát em. Sáng đi giờ con bánh đi dưới lên về về. Hay tài xế. Tài xế giờ nắng quá lè lưỡi rồi. Mấy đứa con ở đây có ai kìa. Hay mẹ anh dưới kia kìa. Dạ. Nè, anh đi cầu kìa. Tại hơi to quá mấy đó. Mẹ, bé Sang nào ạ? Bé Sang cái tật cái tay á. Nay sáng đi xong xuôi hết rồi. Hôm bữa giờ mẹ anh cũng nhắc em hoài, dạ. Thấy tội quá trời đất. Thấy thương á. Đặt cũng khoảng 2 tuần mấy nó mới có mà. Nhà anh nuôi cá sấu đó, thấy chưa? Nhà anh nuôi con cá sấu đó. Tai bị nhỏ lớn là mới đây. Dạ mới đây. Mới đây em ạ. Rồi, gỡ nón ra luôn đi để nực nội. Rồi em gái xuống nhà tự lấy nước uống luôn em ơi. Coi như nhà mình đi. Cho nó tự nhiên đi em ạ. Ngủ đây chiều về nha. Ngủ đây chiều luôn. Em sao không được cho anh á. Anh còn chạy xe rồi đó. Thấy nhà anh mát rượi ghê không? Ừ. Đi tham quan với anh nè. Đi vòng vòng anh chỉ ao cá đã lắm. Chúc mò châm chép luôn hai anh em mò. Nhiều lắm. Chúc thay đồ, lấy đồ của Phong nè. Hai anh em mò đem về dưới ăn. Để ông em đi vòng vòng chứ. Đi vòng vòng tham quan nè. Cho hai đứa đi phay phả rồi cho nó thoải mái rồi. Sẵn bữa nay có chuyến đi á, dạ. Mai mốt bắt đầu mình làm việc tiếp chứ, dạ. Công việc thì hàng ngày mình cũng làm. Ủa con sâu đâu mà? Gì mà? Này bà dẫn chú xuống nhà mình chơi. Nó mát à, chút đi mò chăm chép. Dạ. Mà về sau mò. Chút đi mò với tài xế đi. Dạ. Tí, bây giờ con làm nước cho ba uống với chú uống nha. Dạ, chào. Có nước trước rồi anh. Ừ. Có chưa? Cho anh này nè anh ơi. Ồ, chua lắm. Không, tài xế đó thấy ngọt hay gì á. Thôi, dụ anh. Để cho anh đang quay đó nha. Dạ. Hai đứa quấn quýt làm như lúc mới cưới vậy. Đây mấy cây mai gốc bư. Ừ. Cây mai bên nhà của anh ba anh chồng á. Dạ. Cũng lâu năm hả anh? Tới. Đó, con gái anh nè. À. Dạ. Đó, con gái thứ ba anh đó. Hai đứa hả? Nè, bên tay. Bên tay dạ, dạ chú đi con. Nhanh lên. Tốc độ. Dạ. Nay nhông nhông không ngoan phải không? Cho bên tay lại.
Nhanh lên. Thôi. Bên tay lên, nhanh lên. Thôi sướng rồi. Nhanh lên, cầm cho ba đi. Ba. Ừ. Ba cho ba. Đâu? Rồi con cầm đi. Ừ. Nè, con chú kìa. Thấy chú không? Dạ, bên tay cho chú với cô. Nhanh lên đánh đòn nha. Ba nội kìa. Ừ. Đánh đòn chịu không? Bên tay nhanh lên. Bên tay. Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi. Được rồi. Nó bị sượng rồi đó. Lạ. Đó. Dạ sao? Nhanh lên, tôi bữa nay sao kỳ vậy ta? Nhà anh đang cho trồng gừng ở bên đây nè. Dạ. Đây trồng gừng. Hôm bữa cỏ nhiều mới nhổ cỏ lại. Nhà anh có cây dừa độc lạ bên kia kìa. Đó, thấy ghê chưa? Đó, cây dừa hình con vòng á. Đây, đem ra đóng giá. Eo cá quá trời. Cá nhà anh nó trời mưa lóc bên kia kìa. Tại nó ngập lên nó thông. Kệ nó. Cái hào cá này nhà anh cũng không ăn. Hồi nắng quá ha. Hồi vô nhà em ơi. Nắng quá. Vô nhà. Tội nghiệp nhỏ quá. Dạ. Đó, mai. Mai em ơi, dây vụ mất ốc nè. Tại đồ gia vụ mất ốc nữa. Không có đồ, mày ra ruộng. Ở dưới bọn có ốc hả? Đó, ở dưới đâu có ốc đâu. Ở dưới ăn là ốc luôn mà mắc lắm luôn. Anh cho em bán nhiều ký ốc được. Ốc kiểu mà ốc kiểu mà Đợi lên chơi nè em. Lên trên. Ờ. 60.000 ký luôn. Ờ. Con ốc này còn vỏ không à? Ăn bữa ăn rồi. Bữa ở chợ anh bán 60.000 một ký luôn. Ừ. Đó, thấy chú nhà anh không? Chú nhà anh mà chặt hả? Ừ. Ừ, uống nước đi hai em. Rồi, chồng ngồi đây, vợ đi ra bắt ốc. Chút về kiếm cơm. Còn ông tài xế chút leo lên chơi cốc đó đó. Hai cốc. Đây cái bọc đồ của chị Nga với anh Hùng ở cầu Rạch Miễu á, gửi cho tụi em nè, đồ mới không à. Dạ. Đồ hiệu không á. Dạ em cảm ơn. Ừ. Nhằm khi có cái bận qua một lần đừng có chê nha. Dạ. Đồ mới không à. Dạ. À chúng ta cũng cho đồ cũng mà đồ cũ cũ á. Ừ. Hồi đó làm gì có đâu. Đúng rồi. Ai chê chê, yêu cầu bảo kêu vừa là lộp chú cũng vậy. Rồi. Đầu lấy cho anh, hôm bữa giờ anh thấy chứ chưa có biết nó sao anh. Lấy cho anh coi thử em. Dạ. Đồ cũng ngon lành quá nè. Ừ. Hơi bự hả? Ừ. Ừ. Họ của ba mà lấy ra hoài. Đó đó đó, mũ chú vớt xuống nghe đầu nè. Trời ơi, ông bà cô bác ơi, bữa nay bé sâu nè. Sâu nhí nhảnh quá à. Ừ. Ba nhỉ, chú nó chặn. Ừ. Ba. Sao? Nhỏ bé sâu. Trời ơi, gắn cho con hả? Rồi, thích thì chịu. Thích thì chịu. Đó. Gắn hồi đừng gỡ ra nha. Rồi. Chào ông bà đi. Chào ông bà cô bác. Rồi sao nữa? Chích chào kêu nó cắn đít bà. Chào sáng. Sáng thì nhớ bà không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Thì nhớ chị đó. Bà giờ ông bà kìa. Nhớ bà nhiều không? Ở ngoài cô xin luôn này nè. Ừ. Bé sâu có thương ông bà không? Dạ thương. Khoanh tay dạ ông bà đi. Chào ông bà cô bác. Trời chào mà nhí nhảnh quá. Khoanh tay lại tròn cho ba xem coi. Khoanh tay tròn lại. Ừ. Khoanh tay tròn lại coi. Sâu không ngoan, bữa nay không ngoan rồi. Sáng giờ có hung em không?
Dạ có. Đâu lại hung thử coi. Hung em cho ba coi coi. Sao? Đó đó đó. Thôi. Đối thủ, đối thủ nặng cân. Sao? Trời ơi, ơi, ơi. Sao? Cũng cũng hung. Đầu quay. Đầu quay. Trời đưa ba. Được rồi. Vô đi. Vô đi con. Gì à? Hai chồng em sang nè. À, đi hai hai cốc anh tài xế không? Hai cốc anh. Thôi hai chứ hoàng bệnh ghi cái nhánh là tới rồi. Đi hai đứa đi chung nè cho phay phả biết nhà anh đâu. Chúc hai anh em lên mò chăm chép. Nhanh mà. Mò luôn á. Trời ơi. Chịu chơi. Ừ. Đây gầu như vậy. Đây cây nhà lá dượng không ạ? Tặng cho. Có mang trái nhào nữa hả? Nhào này ăn chấm muối đó, tốt lắm á. Dạ, cái này là chị nhất. Đi vào hai cốc ăn trước đi. Đường nào cũng được, đi đường này đi. Đường này cho sâu bắn rồi chơi. Hồi đó là mẹ hay lụm về cho ăn. Nhưng tôi chừng chó cắn nha. Đó. Đi qua hai cốc. Tí tí về lấy chén muối đi qua ăn chạy gốc cốc luôn tí. Nhanh tí lấy chén muối đi con. Ồ, bà cô bác thấy chưa? Nhà phong cây cốc khủng khiếp luôn. Hôm bữa giờ trái hái là cũng cả mấy chục ký rồi đó. Gần cả trăm ký luôn. Ông tài xế này ông hay nè. Hay hơn cái ông hôm bữa chạy lái lọt kênh. Ông kia lái giùm mà vô cuộc lọt kênh của chú anh chị. Cũng đợt mà xuống thăm ông nhà. Ông tài xế này được ngược được. Ừ, quá trời. Ơ à, sao sao anh không hay ngắt luôn cái giùm á. Ngắt luôn hả? Ừ. Cái gì đâu mà sợ nó không ra nữa à. Ừ vậy đó. Ừ. Đó vậy đó. Đừng có ngắt vậy nó dụng dụng lụm lụm cực lắm. Đó đã vậy chưa. Dạ bộ làm được quá sao bứt liên tục vậy trời. Anh kêu chơi mà vô cuộc hái dữ vậy. Rồi. Đó, quá đã rồi. Có cốc chính luôn á. Rồi hai vợ chồng vô đứng cho anh chụp tấm hình kỷ niệm lên nhà anh chơi nè. Rồi sang. Sang muốn vô. Cốc lên. Đùm cốc lên. Đây ông tài xế vô luôn. Vô luôn làm kỷ niệm mình chứ. Rồi cười nhăn nhăn lên. Nhăn nhăn lên. Rồi. Em lấy trái cốc em kê vô cái miệng của ông sang nữa. Kê cái miệng. Cái niệm mốt vui nhớ anh rồi. Đó. Cắn thiệt luôn, cắn thiệt luôn. Cắn. Rồi rồi, nhai nuốt đàng hoàng nha, nhai nuốt luôn. Nhai nuốt, nhai nuốt. Ô, làm như văn giả không hả gì mà điên khu vậy. Đứng lại coi coi không có nhả nha. Nuốt vô. Nuốt. Nuốt vô bắt phải làm về mới được. Sao sao nuốt chưa? Há miệng coi. Nuốt à. Ừ. Rồi giờ chắc muối, muối sao ấy chứ không. Chà, chịu hết nổi luôn rồi. Đó, ông bà cô bác thấy không? Quá trời luôn. Trời ơi. Ngon. Chịu hết nổi luôn á. Ngon. Chấm muối nhiều vô. Ôi, đã quá. Này sao vớt hai cái văn vậy đó. Tôi tiền gắn văn giả. Ừ. Dán bữa nay đi chơi vui đi, mai cài tiếp. Chứ ngày nào cũng đi vậy là không được nha. Ngon tí. Ừ. Ừ. Rồi cái đùm đó cho hai vợ chồng với anh tài xế đem về luôn. Giờ giờ hai anh em lên mò chăm chép nữa là về là xong rồi. Chưa. Mò nhưng mà có giới hạn khoảng 3-4 kg đổ lại thôi, không có cho nhiều. Thầy Hào chỉnh lên hốt không à. Nhiều lắm. Bữa mới mò hai mấy ký rồi đó. Chưa.
Thôi trời, bé gái chưa năng trang mà đồ bắt ốc nữa. Ủa nãy em đưa cái nấm lá chai rồi ta, chứ không cầm hả? Ngon. Cái nấm rụng hồi nãy. Cái nấm rụng hồi nãy ở đâu rồi? Đây nè. Thật ra không? Ngon quá. Tí nãy lấy ớt, ủa muối ít quá tí à. Tí cũng khoái ăn nên là quay qua ba xem ba. Ngon không tí? Ngon. Dạ ngon. Mấy hũ muối thêm tí ơi. À, 6 tuổi mấy em? 7 mà ba. Ừ, 7. Muối thêm tí. Hả? À, đang ăn ghiền. Đúng không? Giờ chốc nhà nó đẻ là tại nó bị sâu á. Nó không sâu còn trái dữ nữa. Trái nhiều lắm. Trái nhiều lắm luôn á. Dẫn nhà biết rồi, mốt có đi ngang á ghé nhà anh chơi. Quá là trái luôn anh ơi. Nhiều lắm. Nhiều quá đây luôn. À luôn. Này chủ yếu là cho bà con à, chứ ít bán. Em thấy vậy chứ cốc nó nặng lắm. Mấy trái là 1 kg á. Ở cây này nếu mà từ bây giờ mà tới khi mà nó trái nó bự á, à, còn mấy trăm ký á. Buồn buồn cho ăn có lý lắm chứ. Còn ao đây cá không à? Rồi đi thu xếp thành quả. Nhà phòng mấy cây bồ ngót ở đây nè. Cái này mà có thịt bằm á, bằm nấu ngon lắm. Tốt dữ lắm luôn cô chú anh chị. Ở nhà phòng dưới quê á là có trồng cây này cây kia rồi. Đây có cây khế ngọt đó nè. Khế ngọt. Khỏi mắt tao nghe chậm đồ ăn luôn. Lâu quá tí ơi. Lấy muối. Ăn chua xong uống nước lạnh vô, chú hồi có một chuyện làm nữa. Rồi nó không nhìn che bội bột. Để đi con. Trời ơi dữ vậy. Muối này mới ngon nè. Để lên anh. Muối này chất lượng anh nè. Nữa nữa nữa. Hồi nãy ăn chưa đủ xe. Ăn đi em sang. Để quên dạo đút mới được. Hướng ngậm nhận nhiều tỏi thơm ghê. Chơi văn hả? Sao ăn không sao? Ba ối à? Ăn đi ba bất cỡ. Còn ngon nè. Ba đang ăn. Này, chấm muối. Mà nó suối. Đâu, ăn với cái này nó đâu có cho. Bao nhiêu đâu. Trời. Nó đòi lái xe của em luôn nè. Ghê quá. Lái là cho anh đi về, em thà em đi xe đa ôm về chứ em không đi. Nó ngồi. Rồi ăn xong tới đó mà thay đồ nha. Ừ, lên mò đi về gấp rút luôn. Chào ta. Lấy cái hạt ra cái dán gì. Không bây giờ bà cởi quần cởi áo và đi mò ha. Lấy thao tí. Nhanh lên. Con đi theo chơi à chứ con không mò đâu. Gì vậy, đang nói xấu gì vậy? Có gì vậy sao? Cái này nè. Hả? Bấm lát nữa điện lộn vợ kêu anh lên chết. Đó. Chết. Dạ chứ chính thấy. Chứ này. Cái gì? Này. Còn bên này còn thấy mấy cô chú vô thăm gia đình mình vui không con? Ba con rắn kìa. Con rắn hả? Dạ. Ừ. Hôm nay ông bà cô bác nhắc bé sâu dữ lắm luôn mà ba không có thời gian quay nữa nè. Rồi lết kìa. Leo lên hồi nào vậy? Sao xuống? Xuống.
À, ừ, cưng dễ sợ. Cưng dễ sợ. Đây con. Cảm ơn mày luôn. Cầm con hung ông bà cho ba xem coi. Ôi 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 trời ơi. Ôi, ông bà cô bác ơi, bé Sâu mới hung ông bà nha. À, ông bà thương xem video ủng hộ giúp cho bé Sâu luôn nha. Chép với mấy trái cốc cho hai đứa nha. Cốc đem dưới anh ơi sang. Gheo nhỏ. Khóc nữa. Đó. À, con đây chăm chép. Chép về giữa rồi nha. Kêu Vũ có ăn á, ngâm sữa anh. Ngâm sữa. Ừ, ngâm sữa. Sữa nó ra nó chắc thế. Hả? Này em về em có Vũ có ăn á, em ngâm sữa nha. Ngâm sữa cho nó ra nó chơi rồi phải phả đâu, đừng có buồn nữa, giờ niềm vui không à. Để ba chưa ba chú đi tí vô là tí. Con nó giống con dắt dưa. Con nào đâu đó. Gỗ nghe. Trả nó đi. Ta nhầm nhỏ vậy. Rồi. Bây giờ Phong với vợ Phong chở đứa ra ngoài luôn. Rồi. Cảm ơn anh chị nha. Rồi, thôi chở hai đứa nó về từ từ nha. Rồi, thôi đi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, giờ Phong Nguyễn khép chương trình luôn. Ừ, về đi em ơi. Chị em về. Rồi, chúc ông bà cô bác một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe luôn nha.